Xin chào cô và các bạn, em tên là Huỳnh Tấn Phát. Hôm nay em gửi tới cô và các bạn video này để trả lời các câu hỏi về cơ chế ổn định hệ nhũ tương của chất nhũ hóa E471 trong các sản phẩm kem tươi. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu E471 là gì. E471 chính là mono và diglyceride của các axit béo. Nó là chất nhũ hóa của nước trong dầu có giá trị HLB là 3,8. E471 là một phụ gia được áp dụng rộng rãi trong các thực phẩm, mỹ phẩm và cả dược phẩm. Còn về kem, kem là một sản phẩm từ sữa và các thành phần khác như đường, chất béo, chất nhũ hóa, chất ổn định và là một hệ nhũ tương của dầu trong nước. Cơ chế ổn định hệ nhũ tương của E471 như thế nào? Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình làm kem. Ở đây, đầu tiên các nguyên liệu sẽ được phối trộn, sau đó được đồng hóa, thanh trùng, rồi được đem đi ủ và bổ sung hương chất mèo trước khi được thổi khí, làm lạnh đông. Sau đó sẽ được rót vào khuôn dập que, làm lạnh sâu và chúng ta sẽ thu được sản phẩm kem như mong muốn. Ở giai đoạn đồng hóa này thì tác dụng của chất nhũ hóa sẽ được phát huy và chúng ta sẽ được tìm hiểu ngay sau đây. Trong quá trình đồng hóa, chất béo được phân tán đều trong hỗn hợp và thành các giọt nhỏ. Các giọt cầu béo được bao bọc bởi lớp màng cấu tạo từ phospholipid và protein cùng với một số thành phần khác. Lớp màng này có vai trò ngăn cho các giọt không tiến lại gần nhau, ổn định hệ nhũ tương. Nhưng sự ổn định này không làm cho kem có được cấu trúc như mong muốn. Chính vì vậy, chất nhũ hóa được thêm vào để phá vỡ sự ổn định của hệ nhũ tương này. Khi thêm chất nhũ hóa E471 vào trong hỗn hợp thì lúc này sức căng bề mặt sẽ giảm vì E471 có giá trị HLB thấp nên nó sẽ ổn định hệ nhũ tương nước trong dầu. Vì vậy, chúng sẽ cạnh tranh với casein làm giảm số lượng casein protein bám trên bề mặt giọt béo. Việc giảm số lượng casein bám trên bề mặt và phá vỡ hệ nhũ tương dầu trong nước ban đầu là một nhân tố quyết định để tạo nên cấu trúc kem như mong muốn. Và chúng ta có thể thấy rõ dưới hình minh họa dưới đây, ban đầu nếu không thêm các chất nhũ hóa thì các giọt béo màu vàng này được bao bọc bởi các casein bên ngoài. Và khi thêm chất nhũ hóa vào thì các casein này bị loại bỏ dần dần khỏi các giọt béo. Ở hình bên phải là một hình chụp từ kính hiển vi điện tử. Ở đây chúng ta có thể thấy rõ là đây là các giọt béo và bên ngoài của chúng là các casein. Sau khi thêm chất nhũ hóa thì các giọt béo này sau khi em chất nhũ hóa, các casein này bám trên bề mặt, không còn bám trên bề mặt nhiều như trước nữa. Tiếp theo, trong quá trình ủ, nhiệt độ sẽ hạ thấp xuống và các giọt béo hình thành các tinh thể một phần. Các tinh thể này đâm xuyên qua màng và chúng kết lại thành từng khối, từng đám chất béo. Các đám chất béo này sẽ trôi lơ lửng và chúng có xu hướng trôi về nơi có không khí. Chúng ta có thể thấy điều này ở hình minh họa và hình chụp thực tế. Thì các giọt béo ban đầu nếu mà không thêm chất nhũ hóa thì chúng chỉ tạo tinh thể bên trong lớp màng. Còn sau khi thêm chất nhũ hóa thì chúng tạo tinh thể và đâm xuyên qua lớp màng. Những cái hạt béo ở gần nhau thì sẽ kết hợp lại với nhau tạo thành từng khối. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn ở cái hình chụp bên dưới đây là sau khi thêm chất nhũ hóa
sẽ hình thành chất khối chất béo như thế này. Tiếp theo, hỗn hợp của chúng ta sẽ được đánh khuấy để lôi cuốn không khí vào, tạo nên cấu trúc của kem. Sau đó sẽ được làm lạnh và ổn định cấu trúc. Lúc này nhiệt độ hạ xuống thấp, các phân tử nước bắt đầu kết tinh và chúng có thể tạo thành các tinh thể đá lớn, phân các chất béo, khiến cho khả năng giữ khí của các chất béo bị giảm xuống, không thể tạo nên cấu trúc kem hoàn chỉnh. Đó là khi chúng ta không sử dụng chất nhũ hóa. Còn khi sử dụng chất nhũ hóa, các tinh thể chất béo hình thành mạng lưới rộng lớn và chúng sẽ bao bọc lấy các tinh thể nước và không khí, từ đó giữ nên được cấu trúc của kem được ổn định hơn. Đối với việc không thêm chất nhũ hóa thì các hạt béo nó sẽ rời rạc nhau và không có tính liên kết. Khả năng giữ khí lúc này rất là kém và cấu trúc kem không ổn định, khó tan chảy. Còn nếu hợp chất nhũ hóa thì mạng lưới chất béo bắt đầu hình thành rộng lớn và bao bọc bên trong chúng là nước, không khí và các thành phần khác. Điều này sẽ ổn định cấu trúc kem hơn. Cuối cùng, tổng hợp lại thì E471 có vai trò là ổn định hệ nhũ tương, đó hình thành các mạng lưới chất béo ổn định. Các mạng lưới chất béo này ổn định chất khí, tạo cấu trúc mềm mại tươi xốp cho kem, đồng thời cũng hạn chế hình thành các tinh thể đá lớn phá vỡ cấu trúc của kem. Đó là tất cả phần trình bày của em. Cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hy vọng cô và các bạn sẽ đóng góp ý kiến cho em.